Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Huy Linh. Trong video hôm nay mình sẽ đem đến mở hộp và giới thiệu nhanh cho anh em một cái kích sóng Wi-Fi có mã là MR03. MR03 này thì hiện tại mức giá bán của nó đâu đó khoảng tầm 100 mấy đến 200 ngàn đổ lại. Thì trong cái phân khúc giá như thế này thì anh em có nhiều cái sự chọn lựa khác đến từ nhiều thương hiệu. Ví dụ như Xiaomi thì có Mi Gen 2, Mercury thì đâu đó có con Mercury 2 râu. Còn TP-Link và Tenda thì nó vượt ngưỡng cái mức giá trên 200 mất rồi. Tuy nhiên á, MR03 tại sao mình lại chọn cái con này để làm review? Bởi vì thứ nhất á, là trong cái phân khúc giá 200.000 độ lại thì chỉ con này nó hỗ trợ cái bước sóng wifi lên đến 300 megabit. Đó, những cái con khác thì đâu đó chỉ khoảng 150 thôi, còn con này nó đã vượt ngưỡng gần như là gấp đôi. Ngoài ra thì trên MR03 nó còn được trang bị thêm một cái cổng mạng LAN RJ45 nữa. Nó rất là tiện lợi để giúp cho anh em có thể cắm trực tiếp cái cổng mạng LAN RJ45 để router luôn, không cần phải thu qua Wi-Fi nữa. Chúng ta có thể cắm trực tiếp cái cổng dây LAN RJ45 trực tiếp vào cái thiết bị này thì nó vẫn router được. Hoặc là đi kiểu nối tiếp, có nghĩa là nó có tác dụng là router từ cái modem Wi-Fi qua cái thiết bị router này, và từ cái thiết bị router này chúng ta vẫn có thể đi cái cổng LAN RJ45 ra trực tiếp cái máy tính PC hoặc là ra laptop vẫn được. Đó, ngoài ra thì trên cái con MR03 này nó còn được trang bị thêm một cái nút bấm là WPS nữa. Đó, một cái nút truyền tải Wi-Fi, login vào mà không cần đến username cũng như password. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp ra để xem những cái phụ kiện bên trong cái con MR03 này nó sẽ cho chúng ta những cái gì. Và mình sẽ hướng dẫn nhanh cho các bạn cách sử dụng cái con này luôn. Ok, đây là cái quy cách đóng gói hộp sản phẩm và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp ra để xem thử những cái phụ kiện bên trong của MR03 nó sẽ cho chúng ta những cái gì. Như bạn có thể thấy thì MR03 nó có rất là nhiều cái tiêu chuẩn chui cắm khác nhau của nhiều cái khu vực, và hiện tại cái chui mà mình đang review mở hộp là của EU. Nó sử dụng cái chui hai chân như thế này. Trong bộ phụ kiện thì nó sẽ cho chúng ta một cái bộ repeater và một cuốn sách U-manual hướng dẫn sử dụng. Đó, bằng tiếng Anh, nó rất là chi tiết. Chút nữa mình sẽ hướng dẫn sơ cho các bạn về cách connect luôn. Đây, cái nút WPS, nút để truyền tải tín hiệu. Và cái phía bên sườn máy thì các bạn có thấy nó có một cái hàng những cái biểu tượng. Đầu tiên là nó có cái nút biểu tượng on-off, nó cái biểu tượng cuộc sống, repeater này kia. Và WPS có hoạt động hay không, ở đây này. Đó. Cái chuôi cắm này thì các bạn có thể xoay ra, bấm ở đây và có thể kéo ra như thế này. Đó. Những cái chuôi cắm khác thì chúng ta vẫn có thể lắp đặt nó vào một cách đơn giản. Đó là cái cách kết nối. Ở bên sườn máy còn lại thì nó có một cái cổng HA reset ở đây. Và đây chính là cái cổng mạng LAN RJ45 tích hợp ở trên cái thiết bị MR03. Ngoài ra trong bộ phụ kiện thì các bạn có thể thấy là nó còn cho chúng ta thêm một cái cổng LAN RJ45 như thế này, và cái chiều dài cơ sở của cái cáp này thì nó chỉ vào đâu đó khoảng tầm nửa mét thôi. Nó khá là ngắn. Rồi, đó là những cái phụ kiện bên trong cái bộ sản phẩm MR03. Bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối cái thiết bị này, cắm nó vào ổ cắm điện và hướng dẫn cho các bạn cách để setup đổi cái mật khẩu hay gì đó. Đây là cái ổ cắm điện. Đó. Mình sẽ tiến hành bật công tắc lên và cắm cái thiết bị này vào cái chu cắm. Đó, các bạn có thể thấy là sau khi mà chúng ta cắm điện xong á, thì nó sẽ có cái tín hiệu power, nó sẽ sáng lên như thế này. Cái tín hiệu đèn repeater ở đây. Đèn cái wifi hotspot của nó sẽ sáng lên như thế. Và chúng ta sẽ tiến hành dùng điện thoại login vào cái địa chỉ IP của thiết bị này. Và chúng ta sẽ đổi lại cái tên mật khẩu cũng như là cái quy cách để chọn repeater. Nó có hai cách để repeater, một là repeater qua Wi-Fi hoặc là repeater qua cái cổng LAN RJ45. Đó là kiểu repeater AP á. Ok, để tiến hành connect với lại cái con này thì chúng ta sẽ vào cái phần setting ở trên điện thoại. Ở đây mình sẽ chọn vào phần Wi-Fi. Thì ở đây nó sẽ hiện ra một cái Wi-Fi tên là Wi-Fi repeater và nó sẽ không có password. Chúng ta sẽ nhấp vào cái Wi-Fi này để connect với lại cái Wi-Fi của cái thiết bị router, cái thiết bị repeater MR03.
Tiếp đến thì chúng ta sẽ sử dụng cái trình duyệt của máy. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái trình duyệt Safari. Nếu các bạn nào sử dụng Google Chrome thì có thể login bằng Google Chrome được. Chúng ta sẽ vào cái địa chỉ IP là 192.168.10.1, hoặc là các bạn có thể vào cái địa chỉ trang web là myrepeater.net, đó đều được. Ở đây mình sẽ vào cái địa chỉ IP là 192.168.10.1. Ok. Sau khi chúng ta tiến hành connect với lại wifi của cái thiết bị thì chúng ta sẽ login vào cái địa chỉ IP này 192.168.10.1 ở đây. Hiện tại là nó vẫn đang không connect được. Bây giờ mình sẽ vào cái địa chỉ myrepeater.net. Đó, các bạn có thể thấy là nó sẽ vào cái trang màn hình đăng nhập như thế này. Ở đây mình sẽ điền là admin, login bằng địa chỉ admin và phía dưới nó cũng sẽ là admin. Rồi ok các bạn, đây là cái trang điều khiển cái thiết bị và chúng ta có thể đổi cái mạng này dưới dạng AP. Dưới dạng AP là dưới dạng repeater theo kiểu dây, còn nếu mà chúng ta repeater theo kiểu wifi thì chúng ta sẽ chọn cái dòng thứ hai là dòng repeater này. Ok, sau khi mà chúng ta đổi qua cái dòng repeater thì nó sẽ tự động refresh load tất cả những cái wifi gần cái thiết bị repeater này cho chúng ta, và chúng ta sẽ chọn cái wifi cần kích hoạt, cần mở rộng cái sóng nó ra thì chúng ta sẽ chọn cái tên wifi và nhập password vào và chọn apply là xong. Chỉ đơn giản như vậy là xong thôi, chỉ với 3 bước là chúng ta có thể đã kích sóng xong cái thiết bị này rồi. Đó, chọn bất cứ một cái wifi nào đó và nhập cái mật khẩu này là xong. Sau khi nhập cái mật khẩu này xong á thì cái wifi gốc của nó sẽ tự động ẩn đi, và nếu mà chúng ta muốn hiển thị là cái wifi gốc đó thì chúng ta sẽ nhấn vào cái nút hard reset ở trên thiết bị này là xong. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Rồi ok anh em, trong cái phân khúc giá khoảng tầm 100 mấy đến 200 ngàn đổ lại thì mình vẫn khuyên anh em là nên chọn cái con MR03 này sử dụng. Về cái tính năng cũng như là những cái sự ổn định mà nó đem lại thì mình đánh giá nó là cực kỳ tốt. Nếu anh em nào có quan tâm đến giá bán của sản phẩm này thì mình có để lại link chi tiết sản phẩm ở trong cái phần mô tả của video, cũng như trong phần bình luận mình cũng sẽ để cái link chi tiết về sản phẩm này. Video của Huy Linh xin phép được dừng lại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn.